Mỹ nhân Việt hé lộ hình ảnh khi bầu bì, nhan sắc bị tàn phá, mất dáng chưa là gì so với nỗi mụn kín người như Đặng Thu Thảo. Là một ngôi sao cần phải bảo vệ vẻ ngoài của mình trước công chúng, lúc nào xuất hiện cũng phải thật hoàn hảo. Nhưng vì để thực hiện thiên chức làm mẹ, loạt mỹ nhân đã chấp nhận bị tàn phá nhan sắc kinh khủng, nên trong thời gian ở cử, mọi hình ảnh của họ đều bị giấu đi. Đặng Thu Thảo, không như nhiều người đẹp khác, sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đại Dương năm 2014, Đặng Thu Thảo không lấn sân vào showbiz mà tập trung nhiều cho các dự án kinh doanh riêng. Sau khi lên xe hoa cùng danh nhân Phúc Thành, nàng hậu đã hạ sinh một cặp bé trai kháu khỉnh vào năm 2020. Loạt hình ảnh của nàng hậu trong quá trình thai kỳ vừa được chia sẻ gần đây khiến công chúng không khỏi giật mình. Không chỉ tăng cân, bị rạn mà Đặng Thu Thảo còn mọc mụn kín người nữa. Thậm chí sinh xong được 5 tháng rồi mà người đẹp trông giống như người đang mang bầu 6 tháng. Được biết, nàng hậu cũng muốn che giấu những hình ảnh này của bản thân, nhưng để tạo động lực cho những người đang không vừa ý về vẻ ngoài của mình nên Đặng Thu Thảo đã quyết định công khai. Sau nhiều lần rất phiền muộn vì nhan sắc bị tàn phá, được bạn bè và người thân động viên giúp đỡ, người đẹp đã nỗ lực để thay đổi và lấy lại được vóc dáng. Phương Vi, vì mong muốn con phát triển khỏe mạnh từ trong bụng mẹ nên Phương Vi đã không ngại việc tăng cân, tẩm bổ cho bản thân để có dinh dưỡng nuôi con. Cô thoải mái cho phép bản thân tăng cân, ngày ngày tắm nắng cho thai nhi hấp thụ đủ vitamin D. Đây quả thật là sự đánh đổi vô cùng to lớn mà không phải bà mẹ nào cũng có thể làm được. Sau khi sinh con, nữ ca sĩ cũng không giảm cân mà ưu tiên nuôi con bằng sữa mẹ. Thời điểm đó, do áp lực về ngoại hình khiến Phương Vi đã nghĩ đến việc bỏ hát. Thật đáng mừng là sau đó, người đẹp đã có một màn lột xác ngoạn ngục tìm lại hình ảnh quyến rũ thường thấy. Lê Phương, sau cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc với chồng cũ, cuối cùng Lê Phương đã tìm được bến đỗ bình yên bên ca sĩ Trung Kiên, người chồng kém cô 7 tuổi. Càng vui mừng hơn là khi hai vợ chồng nhanh chóng đón cô công chúa nhỏ. Trên trang cá nhân của người đẹp, cặp đôi rất thường xuyên đăng tải khoảnh khắc ấm áp, hạnh phúc của cả gia đình. Thế nhưng dù rất vui vẻ, thoải mái trong lần mang thai thứ hai này, thì Lê Phương vẫn không thể quên những ngày tháng tối tăm khi mang thai cà pháo. Lúc đó cô vừa kiệt quệ tài chính lại bế tắc, khóc rất nhiều dẫn đến sức khỏe khá yếu, nhan sắc cũng vì thế bị ảnh hưởng. May mắn thay là cô nàng đã vượt cạn thành công, hạ sinh được nhóc cà pháo đáng yêu, thông minh. Lê Khánh, trải qua gần 15 năm bên nhau, đến năm 2018, cặp đôi Lê Khánh và Tuấn Khải mới được đón trái ngọt đầu lòng. Sự xuất hiện của bé Tuấn Khang chính là niềm hạnh phúc quý giá nhất của hai anh chị. Ngay sau khi biết mình có bầu, Lê Khánh chính thức tạm dừng tất cả các công việc cá nhân, xin ekip tìm người thay thế để chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng thai thật tốt. Thời gian đầu, nữ diễn viên còn bị ốm ngán, ăn không ngon miệng đến sụt gần 2kg, khiến cả gia đình rất lo lắng. Tuy nhiên sau đó, mọi việc được cải thiện hơn, Lê Khánh ăn bất chấp để bồi dưỡng cho em bé trong bụng. Hệ quả là sau đó cô phát tướng khá nhiều, trạng thái tinh thần khi mang bầu cũng khá mệt mỏi và xuống sắc. Song Lê Khánh vẫn cảm thấy hạnh phúc, bởi dù cơ thể có biến đổi nhiều thế nào đi nữa, cũng không sánh bằng niềm vui mong con chào đời mạnh khỏe. Vân Trang, giai đoạn sau khi sinh con, Vân Trang giống như bốc hơi khỏi showbiz, hạn chế tham gia các hoạt động giải trí. Tìm hiểu ra thì mới biết, do thời gian sinh em bé, bản thân cô nàng cũng tăng cân khiến Vân Trang phiền lòng. Khi nhìn lại những hình ảnh thời trẻ trung, người đẹp ái ngại vô cùng bởi vẻ ngoài xuất sắc đi ít nhiều. Sau khi con đã cứng cáp và trưởng thành hơn, Vân Trang đã quyết tâm thay đổi, tìm lại hình bóng xinh đẹp trước kia của bản thân. Cô nhanh chóng lấy lại được phong độ để quay trở lại hoạt động nghệ thuật sau thời gian dài vắng bóng. Để mang các bé yêu đến với thế giới này, gần như mỗi bà mẹ, dù có là ngôi sao nổi tiếng, đều phải trải qua rất nhiều khó khăn mệt nhọc. Chính vì thế, trong giai đoạn mang thai, tâm lý của mọi người đều rất nhạy cảm và mong manh. Mong rằng các đức ông chồng có thể thấu hiểu và quan tâm yêu thương vợ nhiều hơn, dù họ có thay đổi như thế nào về ngoại hình đi chăng nữa. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.